Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong ngày hôm nay thì em giới thiệu tất cả các bác về một mẫu sản phẩm dát vàng vẫn đang được thịnh hành và vẫn đang được các quý khách hàng lựa chọn trong những không gian diện tích phòng khách các bác nhé. Thì hiện tại đây thì em đang được dát vàng lên một bộ sản phẩm hoàng gia Louis chân 12 gỗ hương đá. Và toàn bộ những mẫu sản phẩm này em đang được dát vàng lên những cái mẫu sản phẩm này thì chuẩn ra thì bên cơ sở em đang được làm cũng như đang thiết kế về những cái mẫu sản phẩm này. Đấy thì chuẩn ra thì ở những cái mẫu sản phẩm này thì với cái đoạn dài là 255, chiều cao là 1m38 phân và sâu bổ bì là 7-16 phân các bác nhá. Toàn bộ bên cơ sở em đã được làm hoàn thiện tinh kỹ tỉ mỉ từ trong ra ngoài, từ những cái kiểu dáng thiết kế cũng như là đục tỉa hoa hồng. Hoa hồng thì sẽ là tượng trưng cho tình yêu của đôi lứa, tình yêu của gia chủ và kèm theo đó là những cái thoái sâu. Bên cơ sở em đã được làm cực kỳ dày dặn, cực kỳ sắc nét về những kiểu dáng đục tỉa, kiểu như là bên cơ sở em đã được đục tỉa lại là đẹp cực kỳ, từ những cái lá hoa lan tây này, đẹp cực kỳ. Và những cái mẫu sản phẩm này thì những cái vách tựa lưng này bây giờ em cải tiến lên hoàn toàn là cực kỳ dày. Vách tựa lưng thì bây giờ em làm dày lên là 3 phần rưỡi bao nhiêu, 3 phần về những cái mẫu sản phẩm hoàng gia 12. Còn 14 thì bây giờ bên cơ sở em cải tiến lên là dày là 4 phần rồi. Đây toàn bộ là trương dày 7 phần này, trương dày 8 phần cực kỳ đẹp về những mẫu sản phẩm này các bác nhá. Hoàn toàn đã được đục hai mặt và đã được dát vàng lên những cái điểm nổi bật nhất của sản phẩm. Bộ sản phẩm này thì toàn bộ em được làm tay đặc liền nguyên một khối các bác nhá. Tay đặc liền nguyên một khối và vân veo bên cơ sở em được tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân cực kỳ sắc nét. Bộ này thì em đã được làm theo hàng dày khuôn tranh 4 ván 2. Bộ này thì đang là khuôn tranh 4 ván 2 cực kỳ dày. Bộ này thì em vừa mới dát vàng lên thôi để chuẩn bị bỏ hàng đi vào trong Nghệ An. Đấy, cũng khá là xa một quá trình. Bộ sản phẩm này thì bác khách có đặt theo yêu cầu là bàn đục thuận bùm xuôi gió và được dát vàng lên những cái chú ngựa vàng cực kỳ đẹp. Và những cái bộ sản phẩm này thì em đang được làm bàn dài lên đến 1m43 bàn trước bàn. Còn chiều ngang của bàn này thì đang là 81 các bác nhá. Và toàn bộ này, đấy, đã được dát vàng lên những cái nổi điểm nổi bật của bộ sản phẩm. Và khi mà bên cơ sở em ra vào lên những cái bộ sản phẩm này nó cực kỳ nổi. Và khi mà hai bên thì sẽ có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Và chiếc đôn cao này sẽ 81x40. Và để các chị mình có thể sở hữu về những bộ sản phẩm này thì sẽ có những cái chiếc ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Hoặc là cả những cái chiếc những cái kính để có thể là những cái kính để anh chị mình có thể đặt những tượng Phật phong thủy, hoặc là những cái ý nghĩa phong thủy, hoặc là chậu hoa, bình hoa trang trí cực kỳ đẹp vời. Và ở trên bàn này thì em đã sẽ có những cái tấm kính như này để lên để anh chị mình có thể là ngồi tiếp khách. Đấy các bác nhá, quá tuyệt vời các bác ơi. Đấy, và tiếp theo đó thì sẽ là một chiếc hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì bên cơ sở em đang được làm là chiều cao là 1m38, chiều ngang thì đang là 1m07, sâu phổ bì thì đang là 73. Toàn bộ những cái mẫu sản phẩm này thì bên cơ sở em đã được làm cũng như đục tỉa cực kỳ sắc nét. Bộ này thì hoàn toàn em sửa lại bằng tay nha các con nhá. Từ những cái nhấn nhá sửa lại bằng tay. Và khuôn tranh 4 ván 2 cực kỳ đẹp. Và tay đặc liền nguyên một khối các chị mình ạ. Tay đặc liền nguyên một khối này. Vân veo tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân này. Đấy, những cái đường vân như này thì anh chị mình sẽ biết được cái tuổi thọ của cây hương đá đã được đến bao nhiêu rồi. Bởi vì không phải cây nào cũng được những cái kiểu như này. Bởi vì phải có những cái tuổi thọ từ hàng trăm năm thì mới ra được những cái đường vân nó đẹp như này. Và cổ chỉ thì bên cơ sở em đang được làm là cổ chỉ 3 tầng đục xen dẹo chạy xung quanh. Đó, và những cái đường chỉ bé bo cong uốn dẻo cực kỳ mềm mại. Và yếm thì bên cơ sở em làm dày là 4 phân. Yếm dày 4 phân toàn bộ các bác nhá. Yếm dày toàn là bộ là 4 phân và chân là chân 12. Chân là chân 12 các bác nhá. Chân 12 khuôn tranh 4 ván 2 cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời. Và nếu như mà anh chị mình nào quan tâm còn một cái chiếc đôn này là 40-40 để ngồi. Đấy, để có thể anh chị mình ngồi tiếp khách. Và tổng quan bộ sản phẩm này anh chị mình đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em về gì là có số điện thoại mình để phía dưới có màn hình rồi. Địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty ra Việt Hùng trong Hà Nội các bác nhá. Địa chỉ cơ sở em thì em sẽ khuyến khích tất cả các bác đến tận cơ sở có thể là trải nghiệm tất cả những mẫu mã sản phẩm bên cơ sở em. Bên cơ sở em có hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0%, hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhá. Cái video của em sẽ được kết thúc tại đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị mình trong các video lần sau. Xin chào.